Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đối ngoại và Hội nhập tuần này của Trung tâm Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, năm 2023 có thể nói là một năm đặc biệt đối với Việt Nam và Vương quốc Bỉ, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973-2023 và 5 năm đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp 2018-2023. Nhìn lại gần nửa thế kỷ qua, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là chính trị ngoại giao, thương mại hay nông nghiệp, cả ở cấp liên bang, vùng và cộng đồng. Và trong chương trình tuần này thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi điểm lại những thành tựu đáng ghi nhận trong quan hệ hai nước thời gian qua. Thưa quý vị, nhân dịp này chúng tôi đã kết nối với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Carla Van der Boche, để có thể trao đổi về quan hệ của hai nước. Vâng, lời đầu tiên thì xin được chân thành cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian cho Truyền hình Nhân dân. Thưa ông đánh giá như thế nào về hợp tác giữa hai nước trong thời điểm hiện nay? Bỉ coi trọng việc tăng cường quan hệ kinh tế đầu tư thương mại song phương và sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Bỉ đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam. Hiện nay có nhiều công ty của Bỉ đang hoạt động tại Việt Nam, như tập đoàn Puratos, Grand Black, nhà sản xuất chocolate tại Việt Nam, hay tổ chức phi chính phủ Rich Conto của Bỉ đang hỗ trợ cuộc sống ổn định cho 4.000 nông dân trồng cacao của Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp Bỉ là cung cấp cho Việt Nam những sản phẩm tốt hơn, có giá trị cao hơn, để có thể xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ và các nơi khác. Lĩnh vực nông nghiệp là một trong những mảng rất quan trọng nằm trong chương trình 5 năm đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp 2018-2023 của hai nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên trong thời gian qua, Việt Nam và Bỉ đã không thể có nhiều hoạt động cho chương trình này. Bây giờ là lúc cả hai nước đều phải nhận thức được tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, đánh thức tiềm năng lợi thế vốn có của nông nghiệp Việt Nam để đẩy mạnh sự phát triển. Trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm dioxin tại Việt Nam, tập đoàn Hermes của Bỉ đang tham gia dự án thí điểm tại sân bay Biên Hòa. Hoạt động thử nghiệm đã chứng tỏ công nghệ xử lý nhiệt đối với đất nhiễm dioxin là giải pháp tiên tiến và hiệu quả. Chúng tôi khẳng định Bỉ sẵn sàng chuyển giao công nghệ cốt lõi trên tinh thần là đối tác, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý ô nhiễm dioxin tại Việt Nam. Ngày 23 tháng 2, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Bỉ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm giao lưu nhân dân với chủ đề Sáng kiến và tương lai hợp tác Việt Bỉ. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ, ngày 23 tháng 3 năm 1973, 23 tháng 3 năm 2023. Theo bà Nguyễn Thị Thu Giang, trưởng ban châu Âu, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức nhân dân cần đổi mới nội dung, thay đổi phương thức để thu hút, huy động thêm nhiều nguồn lực. Các hoạt động giao lưu văn hóa có tính lan tỏa rộng rãi hơn, kết nối hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Bỉ ngày càng sâu sắc hơn. Cùng quan điểm đó, ông Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Việt Bỉ cũng đã chia sẻ với phóng viên của Truyền hình Nhân dân. Thì chúng tôi mong muốn là thúc đẩy cái hoạt động mà
tăng cường hiểu biết về cái đất nước con người Bỉ, về môi trường kinh doanh Bỉ và châu Âu. Rồi thì cũng giới thiệu cho các bạn những cơ hội đầu tư tại Việt Nam để thúc đẩy đẩy mạnh hơn nữa cái hoạt động liên quan tới kinh tế, thương mại quốc tế và xúc tiến đầu tư tại hai nước. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái hoạt động mà rất là cần thúc đẩy trong giai đoạn tới. Tọa đàm là dịp để cả phía Bỉ và Việt Nam có thể cùng trực tiếp trao đổi thông tin, thảo luận và đưa ra những sáng kiến, ý tưởng, phương thức mới phù hợp, thiết thực nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đặc biệt giữa thế hệ trẻ của hai nước. Trong cái hoạt động vừa qua của hội ấy thì chúng tôi thấy rằng là một trong cái điểm mà hội đã làm rất là tích cực và tốt và có hiệu quả cao, đó là cái hoạt động giao lưu cho lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Thì bởi vì các thành viên của hội là những người mà con người được đào tạo, đa số được đào tạo ở Bỉ hoặc là những cái chương trình liên kết của Bỉ tại Việt Nam. Cho nên là cái họ rất là mong muốn được thông qua những chương trình này để mà nâng cao cái trình độ chuyên môn của họ. Rồi thông qua đó thì cũng có thúc đẩy những cái hoạt động, những cái dự án về nghiên cứu khoa học ở nhiều trường đại học, ở việc nghiên cứu ở Việt Nam. Thì tôi cho rằng là một trong cái điểm nhấn trong cái hoạt động của hội trong cái thời gian vừa qua chính là cái điểm đó. Với khoảng 13.000 người đang sinh sống và làm việc tại Bỉ hiện nay, hy vọng cộng đồng người Việt tại Bỉ trong thời gian tới sẽ tiếp tục là cầu nối, là nhân tố tích cực trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân có hiệu quả ở cả Việt Nam và Bỉ. Với tư cách là đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ông sẽ có kế hoạch gì để có thể thúc đẩy quan hệ giữa hai nước? Tôi khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt-Bỉ trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp bền vững, kinh tế số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng. Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân là vô cùng quan trọng. Sự hợp tác của chúng tôi không chỉ dừng lại ở cấp độ song phương. Hai nước sẽ tăng cường hợp tác để có tiếng nói chung tại các diễn đàn đa phương và ở Liên Hợp Quốc, nhất là trong Hội đồng Nhân quyền, nơi hai nước đang là thành viên. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam sẽ có những kế hoạch để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt-Bỉ trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp bền vững, kinh tế số, phát triển xanh, chuyển đổi năng lượng và sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Với mạng lưới 15 hiệp định thương mại tự do FTA tại 60 nước trên thế giới, Việt Nam có khả năng trở thành trung tâm khám chữa bệnh của khu vực ASEAN và xuất khẩu được sản phẩm và thiết bị y tế ra khu vực và thế giới. Phó Thủ hiến, Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại thương vùng Wallonia Willy Bushi cho rằng hợp tác kinh tế giữa vùng Wallonia và Việt Nam sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam. Đây là một lĩnh vực hợp tác rất quan trọng vì chúng tôi có rất nhiều doanh nghiệp giỏi trong lĩnh vực y tế, vaccine cũng như thiết bị y tế để điều trị các bệnh nguy hiểm. Doanh nghiệp IBA đi đầu trong điều trị về liệu pháp proton để điều trị ung thư thông qua công nghệ gia tốc hạt. Trong chuyến thăm Bỉ vừa rồi của Thủ tướng Việt Nam, cả hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế vì điều này mang lại lợi ích về sức khỏe cho người dân chúng ta. IBR đang vận hành 3 máy gia tốc Cyclotron ở Việt Nam với các dự án được triển khai tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Ung bướu Trung ương, Bệnh viện K. Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện hội nhập kỳ này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, với hơn 30.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia, hợp tác giáo dục không chỉ góp phần vào việc phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam và kinh tế của Australia, mà còn là sợi dây văn hóa bền chặt, là nhịp cầu hữu nghị kết nối giữa người dân hai nước. Ngày 26 tháng 2 năm 1973, Thủ tướng Australia ông Good Whitlam tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngay sau khi quan hệ ngoại giao được chính thức thiết lập, Việt Nam-Australia đã bắt đầu sợi dây kết nối thông qua hợp tác giáo dục. Australia là một trong những nước đầu tiên nối lại viện trợ ODA và cung cấp học bổng cho Việt Nam. Từ 19 cựu sinh Việt Nam tại Australia vào năm 1974, con số đã lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cựu sinh cùng có mặt trong cuộc họp mặt vào năm 2022. Buổi lễ khai giảng chương trình học của Đại học RMIT, đại học nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2001. Trong hành trình gắn bó hơn 50 năm qua, những hình ảnh này vẫn luôn lưu giữ được giá trị của mình và trở thành những viên gạch quý giá xây lên mối quan hệ vững chắc giữa hai quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác giáo dục.
Đặc biệt như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh trong chuyến công tác tới Australia vào hồi cuối năm ngoái rằng hợp tác giáo dục không chỉ phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam hay kinh tế Australia mà còn là sợi dây văn hóa bền chặt, nhịp cầu hữu nghị, kết nối giữa người dân hai nước. Quan hệ song phương bền chặt chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng quan hệ sâu sắc giữa nhân dân hai bên. Do đó, là những người đại biểu của nhân dân, nghị viện hai nước là cầu nối quan trọng kết nối mục tiêu phát triển của hai quốc gia và nguyện vọng tăng cường hữu nghị giữa nhân dân hai nước của chúng ta. Có thể nói quan hệ Việt Nam-Úc đang ngày càng phát triển bền chặt hơn bao giờ hết. Sau 50 năm, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã cùng nhau vượt qua một chặng đường dài để đưa quan hệ hai nước phát triển đến một tầm mức mà ở thời điểm không một ai, dù là người lạc quan nhất, có thể hình dung ra được. Là đất nước có gần 100 triệu dân, phát triển giáo dục được xác định là một trong ba khâu đột phá để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Cụ thể là tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Với hơn 30.000 sinh viên và nghiên cứu sinh đang học tập tại Australia, Việt Nam hiện đứng thứ tư về số lượng học sinh sinh viên tại đất nước thuộc Nam bán cầu này. Một trong những điểm nhấn của hợp tác giáo dục Australia và Việt Nam là chương trình phát triển nguồn nhân lực Aus4Skill, thúc đẩy hợp tác giáo dục và hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực qua các hoạt động như học bổng, kết nối cựu sinh viên, tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ các nhà lãnh đạo tương lai. Các mô hình hợp tác quốc tế giáo dục giữa Australia và Việt Nam rất đa dạng và phong phú. Được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến của Australia, tôi đã khám phá và phát huy được hết tiềm năng của bản thân. Những cựu sinh viên như tôi có cơ hội cập nhật kiến thức và kỹ năng phù hợp với nhu cầu phát triển của cá nhân cũng như xu hướng phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ như dự án hiện nay tôi đang thực hiện tại đồng bằng sông Cửu Long nhằm tìm ra những giải pháp giảm thiểu tình trạng sói lở bờ biển, đồng thời bảo đảm sinh kế cho người dân. Là một người khuyết tật, tôi đã nhận được những hỗ trợ tốt nhất trong suốt những năm tháng học tập ở Australia. Học bổng Australia Awards đã thay đổi cuộc đời tôi, cho tôi kiến thức và động lực để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Giờ này năm ngoái, tôi hồi hộp chờ đợi thông tin về học bổng Australia Awards. Giờ đây tôi đã sẵn sàng cho chuyến du học với nhiều thử thách và trải nghiệm thú vị tại đất nước tuyệt vời này. Hiện giờ tôi khá tự tin để chia sẻ rằng mối quan hệ Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Mối quan hệ được gây dựng dựa trên nền tảng là sự tin tưởng suốt 50 năm qua, trải rộng nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong giáo dục đào tạo thì đã có rất nhiều những sinh viên học tập tại Australia quay về Việt Nam, gây dựng sự nghiệp, có thể là ở các cơ quan chính phủ hay ở doanh nghiệp, nhưng chắc chắn họ sẽ đóng góp cho sự kết nối cho hai quốc gia. Đây chính là tiền để vững chắc cho nhiều hoạt động giao lưu nhân dân hơn nữa trong thời gian tới. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình khoảng 6% trong suốt 35 năm qua, Việt Nam từ một nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh đã nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội và trở thành một trong những nước đầu tiên trên thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu thiên niên kỷ và hiện đang thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việt Nam cũng đang thực hiện khát vọng phát triển với hai cột mốc hết sức quan trọng. Đó là đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Trong đó triển khai các chương trình hành động dựa trên các trụ cột về cải cách thể chế, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, coi đây là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Quan hệ với Việt Nam là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của Australia trong khu vực, dựa trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân sâu sắc và hợp tác trong giáo dục đào tạo nghiên cứu. Hợp tác giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng. Hai bên đang có rất nhiều nỗ lực cụ thể nhằm cải thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực này, cũng như các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Đại sứ Andrew Kolesinowski trong buổi lễ trọng thể kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia cũng cho rằng hai nước đang có các cơ hội mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác trong giáo dục, đào tạo kỹ năng với việc thực hiện chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế. Việc cung cấp các dịch vụ giáo dục, hỗ trợ nghiên cứu không phải chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn rất nhiều giá trị sâu sắc hơn nữa vì các thế hệ tương lai. Việt Nam đang có sự chuyển đổi rõ rệt về kinh tế xã hội. Quá trình đổi mới của Việt Nam quả thực phi thường và đang có những kế hoạch rất tham vọng để trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trong tiến trình đó, việc xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ cao là hết sức quan trọng.
và Australia luôn sẵn sàng là người bạn đồng hành thân thiết của Việt Nam trong tiến trình này. Đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.